Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của tờ Thời báo.de thực hiện. Kim Vũ Thời báo.de xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bài báo chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra, trò lừa mới của truyền thông cộng sản. Ngày 5 tháng 12, một số báo như vld.net.vn, ngườiquansat.vn đồng loạt ra những bài báo có tiêu đề đại ý là TVSI, tức công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, sẽ bồi thường tổn thất nếu xảy ra rủi ro. TVSI chính là công ty chứng khoán tư vấn phát hành trái phiếu An Đông thông qua ngân hàng SCB. Như vậy, tiêu đề của bài báo dễ làm cho người đọc hiểu nhầm, tưởng rằng Tân Việt sẽ bồi thường cho trái chủ An Đông và trái chủ các trái phiếu khác nếu có rủi ro xảy ra. Và đây là hình ảnh của bài báo trên trang ngườiquansat.vn. Nhưng không phải như vậy, đọc kỹ bài báo sẽ thấy, nội dung bài báo là những vấn đề, những quyết định đã diễn ra từ tháng 10 năm 2022. Ví dụ như, kỳ họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra từ đầu tháng 10, những quyết định của hội đồng quản trị và ban điều hành công ty, việc bổ nhiệm, thay thế nhân sự của công ty này đều là những việc diễn ra từ tháng 10. Vừa quyết định bồi thường, bù đắp tổn thất thì là bồi thường bù đắp cho công ty nếu kinh doanh rủi ro, chứ không phải bồi thường cho khách hàng. Và quyết định này cũng đã được thông qua từ tháng 10. Bài báo có đoạn đại ý như sau. Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt đã thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông. Quỹ này sẽ được sử dụng để bồi thường, bù đắp tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh của công ty. Vì sao các báo quốc danh lại phải làm một trò lập lờ đánh lận con đen như vậy? Phải chăng đây là một động thái nhằm đánh lừa dư luận và trấn an các khổ chủ của trái phiếu An Đông, trái phiếu Tân Hoàng Minh và nhiều trái phiếu khác? Và đây là hình ảnh của các trái chủ An Đông vẫn ngày ngày đi đòi tiền trong vô vọng. Hiện nay, các trái chủ An Đông vẫn ngày ngày đi gian biểu ngữ trước cổng trụ sở chính của ngân hàng CSB ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các chi nhánh của ngân hàng này trên khắp cả nước. Đã 2 tháng trôi qua mà chưa có một cơ quan chính quyền nào can thiệp giải quyết cho dân. Việc đòi lại tiền trái phiếu không chỉ xảy ra đối với trái phiếu An Đông, mà nó đang có xu hướng lan rộng ra trái phiếu của các công ty khác. Những trái phiếu đã bị xếp vào loại bất tính, đang bị các trái chủ đi căng băng rôn và tuần hành để đòi nợ, như trái phiếu Tân Hoàng Minh, trái phiếu E-Group. Trong group Facebook, hành trình khổ chủ trái phiếu linh hoạt SCB, An Đông, Vạn Thịnh Phát rất nhanh đã có người share một bài báo. Trong số những bài báo dối trá kể trên, bài đăng trên trang ngườiquansat.vn kèm theo lời bình luận, tin này là thật hay đùa. Bình luận bên dưới status này, Nick Thương Hằng Dương nói rằng, toàn đưa tin vịt. Nick Ellen Nguyễn bình luận, dân Việt Nam đã học được bài học xương máu rồi và không ngu tin tưởng nữa đâu. Nick Tuấn Khang thì viết, đền bù được bao nhiêu, giống ngân hàng à, gửi 500 tỷ lỡ phá sản còn 125 triệu đồng. Và đây là hình ảnh của công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, TVSE, đơn vị tư vấn bán trái phiếu An Đông. Trước đó, ngày 12 tháng 10, TVSE đã rũ bỏ trách nhiệm của mình khi bà Bùi Thị Thanh Hiền, phó tổng giám đốc, tuyên bố với nhà đầu tư, TVSE là công ty chứng khoán hoạt động độc lập và được cấp phép kinh doanh ở tất cả các nghiệp vụ, gồm môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải cổ đông của TVSE và không có tác động đến điều hành TVSE. Và những lô trái phiếu có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đặc biệt là trái phiếu An Đông, đang trong quá trình điều tra và kết luận của cơ quan chức năng. TVSE sẽ chỉ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong phạm vi cho phép. À, vậy theo ý của TVSE thì chỉ cần được cấp phép thì họ có quyền bán hàng và tư vấn bán hàng, chứ họ không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì với sản phẩm mà họ bán, họ tư vấn cho khách mua. Tư duy này còn tệ hơn những bà bán cá ngoài chợ, vì nếu bán phải rổ cá ương, thối, bà bán cá cũng phải biết đổi hàng cho khách hoặc hoàn lại tiền hàng. Dối trá, rũ bỏ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm là bản tính của những người cộng sản và những người cộng tác với họ. Một bài báo dối trá để lừa mị dân chúng
có phải là được ban tuyên giáo chỉ đạo hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Bài báo chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra, trò lừa mới của truyền thông cộng sản. Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam may mắn hơn Ukraine. Mỗi năm, đến tuần lễ thứ tư của tháng 11, ngày thứ bảy, dân Ukraine lại thắp nến đặt trên bờ cửa sổ. Nghi lễ này bắt đầu từ năm 1991, sau khi Ukraine tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. Mục đích là tưởng niệm những nạn nhân chết đói trong những năm 1932-1933 do chính sách bóc lột của Stalin gây ra. Năm nay, Bộ Ngoại giao Ukraine nhân dịp này đã tố cáo chính phủ Nga đang tái diễn tội ác thời Xô Viết. Cuộc chiến xâm lược diệt chủng hiện nay cũng nhằm những mục tiêu như thời năm 1932 đến năm 1933 tiêu diệt dân tộc Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, Vladimir Putin đang dùng nạn đói như một vũ khí tấn công Ukraine khi phóng các quả tiễn vào các khu dân cư, đánh phá hạ tầng cơ sở, hệ thống giao thông và các nhà máy điện, trong khi mùa đông đang tới, cho dân Ukraine chết đói, chết rét như thời Stalin. Và đây là hình ảnh của người dân Ukraine dự lễ tưởng niệm tại Kyiv ngày 26 tháng 11 trong cảnh cúp điện do loạt tên lửa phá hoại hạ tầng của Putin. Ông Zelensky cho biết 17 quốc gia trên thế giới đã công nhận nạn đói năm 1932 và năm 1933 do Stalin gây ra tại Ukraine là một tội ác diệt chủng, nhưng người Ukraine gọi tên tai họa này là Holodomor. Năm 1932, Joseph Stalin hoàn tất chương trình tập thể hóa nông nghiệp trong Ukraine cũng như các nước Cộng hòa khác. Ukraine là nước sản xuất nhiều lúa mì nhất trong Liên bang Xô Viết, cho nên bị đặt chỉ tiêu phải đóng góp nhiều nhất. Stalin tin rằng các nông trường tập thể phải sản xuất nhiều hơn thời kỳ tư nhân canh tác, không ai dám nói sự thật rằng số nông sản đã tụt giảm. Tháng 11 năm 1932, Stalin ra lệnh trưng thu tất cả lúa mì, kể cả hàng trăm ngàn tấn thóc để dành làm hạt giống cho năm sau, vì ông ta nghi ngờ nông dân thế nào cũng sẽ cất giấu. Mùa đông tới, mỗi ngày có 28.000 người dân Ukraine chết đói, xác chết nằm ngay trên lề đường tại các thành phố Kyiv và Kharkov. Các sử gia ước tính tổng cộng từ 3,5 triệu đến 5 triệu người Ukraine đã chết đói. Nhiều người còn cho rằng Stalin đã hoạch toán, biết trước nạn đói xảy ra, nhưng cứ thi hành với mục đích tiêu diệt phong trào đòi độc lập của dân Ukraine. Sử gia Timothy Snyder tại Đại học Yale nói với hãng tin Reuters ngày 26 tháng 11 năm 2022, gọi đó là một âm mưu giết người tập thể. So sánh với Ukraine thì số phận dân Việt Nam còn may mắn hơn nhiều. Cùng theo chế độ Marx Lenin, nhưng Việt Nam không bị Cộng sản Trung Quốc trực tiếp cai trị nhờ có Liên Xô đứng ra cản trở. Và đây là hình ảnh của đại nhảy vọt, nạn đói lớn, thảm kịch nhân gian khiến 40 triệu người chết của Mao Trạch Đông. Năm 1958, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông đứng đầu đã nảy ra ý tưởng phải vượt Anh Quốc, bắt kịp Hoa Kỳ và chạy tiến vào chủ nghĩa Cộng sản. Thế là từ trên xuống dưới đã phát động một cuộc vận động cực tả có tên là Đại Nhảy Vọt. Thời đó, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai tuyên truyền con người có gan lớn tới đâu, đất đai có sản lượng lớn tới đâu và thường đăng tin giả về năng suất ngũ cốc cao. Đây là thảm kịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại, trong khi mùa màng khí hậu bình thường, không có chiến tranh, không có bệnh dịch, lại có hàng chục triệu người chết đói, lại xảy ra một loạt vụ ăn thịt người quy mô lớn. Đây là tình huống có 102 trong lịch sử nhân loại. Đoạn văn trên là lời cáo buộc của cựu phóng viên Tân Hoa Xã Dương Kế về phong trào đại nhảy vọt do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Cần phải nói rằng, Tân Hoa Xã là cơ quan ngôn luận cấp bộ, trực thuộc Quốc vụ viện, là cơ quan truyền thông nhà nước cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng gián tiếp gây ra nạn đói và chết chóc ở nước ta. Các cố vấn Trung Cộng chỉ huy cuộc cải cách ruộng đất, giết hại hàng trăm ngàn người, kể cả những người từng ủng hộ Việt Minh. Sau năm 1975, Lê Duẩn trở mặt chống Trung Cộng để liên kết với Liên Xô, nhưng vẫn học tập Mao chủ tịch. Với một kế hoạch tập thể hóa nông thôn, phỏng theo mô hình công xã nhân dân của Mao Trạch Đông, ông Duẩn bắt đầu thi hành chính sách này
lấy quê hương cách mạng ở miền Bắc Trung Bộ làm thí điểm. Đó là nơi Cộng sản Việt Nam đã thí nghiệm tổ chức Xô Viết Nghệ tỉnh thời năm 1930. Năm 1978, dân nhiều làng ven núi ở Thanh Hóa, Nghệ An được lệnh xóa bỏ các ngôi nhà ở để tăng số đất canh tác. Thanh niên, học sinh được huy động đi phá nhà đồng bào, đem giường, chiếu, nồi niêu xoong chảo lên sườn núi, dựng chòi làm chỗ ở. Kết quả là nhiều người bắt đầu phải nhịn đói. Và đây là hình ảnh của kế hoạch của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Dũng bị gián đoạn do chiến tranh. May mắn cho dân Việt Nam là khi Trung Cộng xua quân đánh vào các tỉnh biên giới, Lê Dũng phải thúc đẩy kế hoạch tập thể hóa này. Các cán bộ địa phương nhìn tận mắt thấy những hậu quả thảm khốc, nhưng cơ hội Bộ Chính trị bận lo đối phó cuộc chiến tranh biên giới đã từ từ ngừng thi hành, rồi cho cả kế hoạch Mao ít hơn Mao này chìm xuống. Nếu còn tiếp tục chỉ trong một vài năm, không biết nạn đói sẽ giết bao nhiêu người. Chiến dịch dạy cho Việt Nam một bài học của Đặng Tiểu Bình đã vô tình cứu sống hàng trăm ngàn người Việt thoát nạn chết đói. Nhưng Việt Nam chỉ may mắn hơn Ukraine trong một vụ thoát chết đói đó thôi. Năm 1991, Ukraine may mắn hơn Việt Nam vì đã thoát khỏi chế độ Cộng sản. Khi Liên Xô tan rã, đế quốc Trung Cộng chưa tan thì Việt Nam còn phải chờ lâu. Hiện nay thì người Việt lại thấy mình may mắn hơn vì không bị lâm vào cảnh chiến tranh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ, Thời báo chấm D với bản tin Việt Nam may mắn hơn Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ, Thời báo chấm D.